Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình trong series video của mình. Thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Bây giờ mình đi câu mỏi. Nhưng mà thì em mà đang muốn là con gái thì em đi. Thì đi lựa trai thôi. Kiểu như là mình hoàn hóa thân thành con gái rồi đấy. Không phải thành hẳn con gái luôn đâu nha. Thành hẳn lên thì em không thích đâu. Em vẫn thích là con trai. Mày là những người trai người gái. Đúng rồi đấy, kiểu kiểu cho thế chứ. Đứng giữa này. Trai người gái xong, mặt người lẫn nhau. Bắt gà cái, ôi ôi. Chạy. Em chưa bao giờ chơi cái trò đấy đâu. Lấy chạm cổ vào đấy đi. Cổ sang điện thoại vào đấy quay đấy. Tập luôn. Và đấy cặp chân nữa, có bài nữa, tìm một đấy khác. Đúng rồi. Tôi ăn phục vụ cho đây rồi. Mình cũng có chân có tay nên là mình đi lấy của bà đấy đấy, đúng không? Mà cũng có chân có tay mà nên là mới phải đi lấy của bà đấy thôi. Xong đấy thì cứ quen nhau bọn đấy. Nhưng mà kiểu như là mới đầu nhá. Khi bà đấy bảo là chạy trong họ của em, nó không biết luôn. Họ kiểu bên nhà ngoại nhà em ấy. Mới đầu không biết luôn. Sao gì vậy? Kiểu như là mỗi lần chơi nhìn tất nhiên. Bố mẹ họ Nguyễn đúng không? Đúng rồi. Mẹ họ phải. Cũng họ Nguyễn hết mà. Nhà em ai kiểu họ Nguyễn? Đây nhà mình đây là Nữ Nguyễn Nữ Hoàng đúng không? Đấy là nhà Nguyễn anh lấy nhà Hoàng hoặc là cái gì đấy đúng không? Mẹ là đó, mẹ là nhà Nguyễn, mẹ là nhà Hoàng nha. Một cô lớn như là nhà Linh. Cô thứ hai là họ Phan. Cô nữa thì là họ gì nhỉ? Họ Hoàng hay sao? Thế nhiên lò đưa ra hai cái bà đấy. Không, đáng nghĩa là họ Phan là không phải là đấy đâu. Nhưng mà kia mẹ bác ấy ra đây làm ăn thế nào thì lại quen kia. Quen cái bác này để đi. Đấy. Cái gì? Cái tiếng vào đây, em không nghĩ nó là chị em đâu. Nhưng mẹ cũng không nghĩ là chị em, mẹ cũng không nghĩ là không có em đâu. Thế nghĩ là không có đâu. Nhưng mà kiểu tại vì là bình thường ấy. Không có chị đấy, nhìn kiểu tới con 2009 cái trở xuống rồi. Cả là bố mẹ nó cái thứ. Cả nhà đều lùn, thế xong là nhìn nó cao này. Chứ bình thường thôi. Chứ sao mà em trên cao mà sao? Nhưng mà đây nhìn nó cũng khóc bằng với cả nhà luôn. Nhìn nó khác hơn nhiều. Nhưng mà em không nghĩ được luôn. Chứ thì mình đi xem anh Kim cao mà xoay thuyền thân. Mà anh quên tụng hoa. Mà trong khi đấy thì đấy là em thấy khác nha. Đây nhà đây có mẹ có đồ đây mà sao ta chẳng thấy trong nhà ta cả hai đồ rất cao. Ta thấy bà chị là cao nhất giống nhà em ấy, ai cũng cao.
ngoài trừ mẹ em. Chứ gọi là mẹ tôi mà sao. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Xin chào các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ đi tô màu cho các bạn xem này. Nhiên anh Kiệt mà mất chuyện đúng không? Anh Kiệt bảo không muốn nói cái nào nói anh Kiệt lại bảo là video nhiều thì nói khí sao lại khí nhẹ nhàng đi. May là cái phòng này nó còn cách âm gì cách âm từ trong ra ngoài nhé. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ không có tiếng hát để mà nhưng mà cái tâm này cái tâm nó ăn nói cái âm từ bên trong ra ngoài thì thường là cách cả ngoài và trong hoặc là cả hai đều là cách âm với nhau không bình thường là cách cả ngoài cả trong hoặc là cách từ ngoài vào thôi rồi nó lại cách đây cách từ trong ra ngoài còn ở ngoài và trong thì nó vẫn bình thường không sao vì cái này mình cũng nói chuyện với nhau được mà không cách âm cả hai bên nhỉ đúng không ạ? Cách âm cả hai bên cơ. Thì em thấy nó cũng sướng. Cái này cái âm tốt hơn hát thì bao nhiêu cũng chuyện cười nhỉ? Đây thử sàng làm gì ở ngoài kia cho mình nói chuyện nó có phải thoải mái hơn không anh nghĩ mua mấy cái gì đùi gà các thứ anh kia với lại kỳ kiểu mồi cái thứ đấy gì mua kiểu như mua đùi gà về canh là bạn mồi đấy gì là thú đùi gà đấy đùi cá sôi cái thứ ấy mua một cái đấy anh kiểu gì các anh chả bảo mồi vậy là mấy tôm mà xong đùi gà sôi chưa ăn.